Tại phiên tòa ngày hôm nay mùng 5 tháng 10 ở Malaysia, chuyên gia hóa học hàng đầu của nước này cho biết là đã tìm thấy dấu vết của chất độc thần kinh VX và những tiền chất của nó ở trên quần áo của hai nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên. Người bị nghi là Kim Trương Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ngoài ra, dấu vết chất độc VX đã phân hủy cũng được tìm thấy trên móng tay của nghi phạm Đoàn Thị Hương. Tuyên bố trên đặt ra một liên hệ giữa chất độc thần kinh VX với hai nghi phạm Đoàn Thị Hương của người Việt Nam và City Asia người Indonesia bị cáo buộc tẩm chất độc thần kinh VX vào mặt ông Kim Trang Nam tại sân bay Kuala Lumpur vào hồi tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của nghi phạm người Indonesia cho biết là việc phát hiện chất VX trên người hai nghi phạm là chưa đủ để kết tội họ. Sau nhiều lần lấy lời khai, hai nghi phạm đoàn thị hương và Asia luôn khẳng định mình vô tội, không hề biết mình đang tham gia vào một vụ giết người, mà chỉ nghĩ mình đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.